Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với chương trình giới thiệu ca khúc mới của Tiến trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ. Hôm nay cũng có thể gọi là một cái buổi giới thiệu đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì đây là một bài hát mà có tựa đề là Chìm trong men đắng. Bài hát này thì khi mà Tiến sáng tác và hát, Tiến hay nói đùa với lại những người bạn của mình, những người bạn thân hữu của mình là tôi phải uống một xe container bia cho nên thành ra là mới viết được cái bài hát này. Nói như vậy là để cho mọi người biết là cái bài hát này thực sự là không phải là mình tưởng tượng ra để mà mình viết, mà là mình phải chìm ở trong đó rồi thì mình mới viết ra được những cái cảm xúc đó. Thì ca khúc Chìm trong men đắng là một ca khúc chỉ nói về một cái người tuổi trẻ, đàn ông bước vô với những cái nhiều giá trị đời sống như phải khởi nghiệp, phải ổn định, phải có công ăn chuyện làm, rồi có tình yêu, rồi nó thì nó mới vững chãi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có được những cái phương trình ổn định đó và giải đúng cái phương trình đó trong cái hành trình sống của mình. Thì có những cái số phận gọi là số phận đô thị là trượt dài trong cái chuyện là chìm trong men đắng. Là sáng đi làm đủ ăn đủ xài rồi có thể về nhà uống vài lon bia với bạn bè. Nhưng mà mỗi ngày thì lại nhiều hơn và cuộc sống thì khắc nghiệt hơn. Thì cái ca khúc này nó mô tả một cái chuyện của một cái thân phận như vậy trong cái cuộc sống đô thị mà chìm trong men đắng. Thì đặc biệt hơn nữa là cái bài hát này được sự thể hiện và trình bày của một giọng ca mà theo tôi nó là một giọng ca vô cùng đặc biệt. Đó chính là giọng ca của anh Nhật Huy. Anh trước đây là đạo diễn game show truyền hình cũng như là đạo diễn phim. Thì với rất nhiều những cái sự cọ sát trong nghệ thuật mà trước đây Nhật Huy cũng là một trong những ca sĩ hát nhóm. Tuy nhiên với cũng số phận của hành trình đời mà anh có những ngã rẽ trong cái sự nghiệp của mình. Gần đây anh trở lại trong âm nhạc của mình, nhưng với một chất giọng thật sự là nồng và cay. Trời phú cho anh một giọng ca có thể gọi là super bass, bởi vì khi mà tiếng nghe nó là quý vị có thể tưởng tượng là một con người mà có thể xuống được hết tất cả những cái quãng ở trên piano mà không có bị phải cố gắng, mà chỉ cần xuống là xuống. Thì cái giọng ca nó thật là nó không có nằm ở trong cái thật ra là những cái kiểu giọng ca như vậy thì nó rất hiếm. Giọng ca tenor mà luyện cao thì nó sẽ tới một cái độ nào đó nếu mình muốn mà có khổ luyện. Còn giọng bass là một trong những cái chuyện mà theo Tiến nghĩ là không có giáo trình dạy, mà nó là thiên phú và là trời ban. Thì anh có một cái giọng ca bass nó cực đẹp. Trong ca khúc này thì thực sự nó không phải là cái cao độ dành cho chính cái giọng bass của anh. Tuy nhiên với cái tính cách và cái cách trình diễn và cái cách mix và thu của chính anh tự sản xuất và anh tự thực hiện tất cả sản phẩm của mình, thì Tiến cảm thấy là đây là một sản phẩm của một người chuyên nghiệp. Một người chuyên nghiệp trong âm nhạc nha quý vị, chứ không phải là trong game show nữa. Thì không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta phải đến với tiếng hát của Nhật Huy Super Bay trong ca khúc Chìm trong men đắng. Dẫu như cuộc đời này đầy nước mắt,
ta vẫn cố giấu trong lòng, vì chẳng cần nói với ai, vẫn luôn giữ môi cười dù héo hắt. Nơi trái tim còn nghẹn lại một tiếng nấc, biết nói với ai, biết khóc với ai. Chìm trong men đắng, chỉ mỗi riêng anh trong chiều nhạt nắng. Màn đêm buông lắng, uống để quên đi những giày xẻo trong anh. Chìm trong men đắng, anh như ngọn nến trong đêm đang tàn dần. Anh đã không còn là anh, thiếu vắng men cay như rời xa đường trần. Ta vẫn cố giấu trong lòng, vì chẳng cần nói với ai, vẫn luôn giữ môi cười dù héo hắt. Nơi trái tim còn nghẹn lại một tiếng nấc, biết nói với ai, biết khóc với ai. Chìm trong men đắng, chỉ mỗi riêng anh trong chiều nhạt nắng. Màn đêm buông lắng, uống để quên đi những giày xéo trong anh. Chìm trong men đắng, anh như ngọn nến trong đêm đang tàn dần. Anh đã không còn là anh, thiếu vắng men cay như rời xa đường trần. Anh đã không còn là anh, thiếu vắng men cay như rời xa đường trần. Anh đã không còn là anh, thiếu vắng men cay như rời xa đường chân. Anh đã không còn là anh, thiếu vắng men